Nhóm dân thường đầu tiên được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstan. Kiev đang điều tra các vụ sát hại dã man đối với dân thường ở Mutizin. Quân sự, phương tiện để Tổng thống Nga Putin tạo uy thế trên trường quốc tế. Nga và phương Tây đang tiến gần đến chiến tranh hạt nhân hơn so với thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Thụy Điển nói máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận. Nga nỗ lực khóa đường ra biển của Ukraine, Kiev kháng cự quyết liệt. Trung Quốc hạ thuế nhập khẩu than về không, chuẩn bị nhập khẩu than của Nga. Hacker lừa cả Apple, Google, Facebook. Thu Lâm xin chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trưa ngày 1 tháng 5 của DKN TV. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhóm dân thường đầu tiên được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstan Thưa quý vị, sau nhiều lần lỡ hẹn, việc sơ tán người dân khỏi khu vực hầm ngầm của nhà máy thép Azovstan đã có kết quả. Khoảng 20-25 dân thường bị thương, gồm có phụ nữ và trẻ em đã được ra khỏi pháo đài phòng thủ cuối cùng ở thành phố Mariupol. Đài BFM TV dẫn thông báo từ chỉ huy binh đoàn Azov cho biết, đã có 20 dân thường gồm phụ nữ và trẻ em được sơ tán khỏi khu vực hầm ngầm của tổ hợp nhà máy thép Azovstan ở thành phố Mariupol. Chúng tôi mong họ được đưa đến thành phố Zaporizhia, nơi đang được Ukraine kiểm soát. Ông Sviatoslav Plama, chỉ huy phó của binh đoàn Azov, nói trong video phát trên Telegram. Trong khi đó, vài giờ trước video này, hãng tin TASS của Nga Thông tin đã có 25 dân thường, trong đó có 6 trẻ em được di tản khỏi Azovstan. Ước tính còn khoảng 1.000 đến 2.000 binh sĩ của Ukraine và hàng trăm dân thường vẫn đang trú ẩn bên dưới hệ thống hầm kiên cố của nhà máy. Các ảnh chụp vệ tinh của hãng Massa Technologies ngày 29 tháng 4 cho thấy, hầu hết các tòa nhà bên trong khu vực nhà máy thép Azovstan đều bị phá hủy. Phần mái các tòa nhà xuất hiện các lỗ hổng lớn, dấu tích của các trận pháo kích, không kích của Nga nhắm vào nơi này. Một số phần mái bị sập hoàn toàn, một số tòa nhà chỉ còn là đống gạch vụn. Nhiều tòa nhà chính quyền và nhà dân gần Azovstan cũng bị phá hủy hoàn toàn. Nhà máy Azovstan được coi là pháo đài cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố cảng chiến lược Mariupol, đông nam nước này. Quân đội Nga và lực lượng ly khai Ukraine đã bảo vệ và tấn công Mariupol nhiều tuần qua. Kiev đang điều tra các vụ sát hại dã man đối với dân thường ở Motizin. Thưa quý vị, Nhật báo Anh The Guardian hôm nay cho hay, các công tố viên của vùng Kiev đang điều tra các vụ giết hại người trong làng Motizin, nơi một đơn vị Nga do các cựu binh Syria dẫn đầu đã tiến hành một chiến dịch tra tấn, sát hại đối với dân thường và binh lính của Ukraine. Một số người thiệt mạng bao gồm trưởng làng Olga Pechipna Sukhenko và gia đình của bà. Bà Sukhenko đã ở lại làng Motizin để điều phối viện trợ và bảo vệ lãnh thổ. Khi thi thể của bà được tìm thấy cùng với thi thể của các thành viên gia đình, họ có dấu hiệu bị đánh đập dã man, tay bị bể gãy, bị bắn vào tay hoặc đầu gối để gây đau đớn tối đa, rồi lại bắn vào bụng trước khi bị giết. Một viên đạn cũng găm vào sau đầu. Theo người dân địa phương, kiểu tra tấn dã man này là điển hình của những gì mà hầu hết các nạn nhân phải trải qua trong trại của Đức Quốc xã. Quân sự, phương tiện để Tổng thống Nga Putin tạo uy thế trên trường quốc tế Thưa quý vị, theo đánh giá của tuần báo The Economist hôm 30 tháng 4, đối với tổng thống nga putin kết quả đợt tấn công đầu tiên không thành công vào kyiv là một cái tát vỗ mặt tuy kiểm soát một bộ máy tuyên truyền to lớn có thể bóp nghẹt những chỉ trích nhưng thất bại này đe dọa vị thế của ông chủ yếu vì quân sự là trung tâm của chiến lược tạo ra sức nặng của nga trên trường quốc tế. The Economist cho biết nước nga rộng lớn nhưng vẫn là một cường quốc bậc trung luôn mơ thành siêu cường dân số nga được xếp giữa bangladesh và mexico kinh tế giữa brazil và hàn quốc xuất khẩu nằm giữa đài loan và thụy sĩ dù được cảm tình của một số quốc gia không liên kết như Nam Phi và Ấn Độ, quyền lực mềm của Nga đang đi xuống do sự tàn bạo ở Ukraine. Nhằm thu ngắn khoảng cách giữa khả năng và tham vọng, Putin quay sang lĩnh vực duy nhất có tầm quốc tế là quân sự. Trong 14 năm qua, ông ta đã xâm lăng Georgia và Ukraine, đưa quân sang Syria. Lính đánh thuê của ông được khai triển ở Libya, Cộng hòa Trung Phi, Sudan và nay là Ukraine. So sánh với Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đầy tham vọng, nhưng sử dụng quyền lực kinh tế và ngoại giao nhiều hơn. The Economist đánh giá cuộc chiến có thể kéo dài và Nga không thể tung ra những chiến dịch lớn ở nơi khác. Thiết bị, đạn dược và nhân lực tiêu hao nhanh chóng, muốn bổ sung sẽ cần nhiều năm và nếu trừng phạt duy trì vì ông Putin vẫn tại vị thì sẽ còn lâu hơn nữa. Hỏa tiễn Nga có nhiều chi tiết của phương Tây, sự ra đi của những tài năng Nga sẽ đè nặng lên nền kinh tế. Thực tế thì Ukraine cho thấy nếu quân đội Nga không chiếm được ưu thế trên chiến trường, họ sẽ tàn bạo hơn, là một viễn cảnh vô cùng khủng khiếp. Bên cạnh đó, Nga vẫn có ưu thế về vũ khí hóa học, sinh học và nguyên tử. Từ đầu cuộc chiến Ukraine, Putin và chính quyền của ông ta nhiều lần đe dọa dùng đến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Putin là người có lý trí, muốn chế độ của mình tồn tại như vậy khả năng sử dụng những loại vũ khí này là thấp. Nhưng một khi quân đội Nga không còn nhiều chọn lựa về vũ khí quy ước, rất có thể sẽ có ý định leo thang. Một ngõ cụt ở Donbass có thể gây ra những cuộc chiến mới đáng ngại hơn. Theo The Economist, Cách tốt nhất tránh được Putin và quân đội của ông ta là gian đe họ không nên gây chiến. Với ông Trump, Putin sẽ phải đắn đo trước khi động binh. Cũng có cùng một ý như trên, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien khi trả lời El Press đã nhận định, với ông Trump, Putin sẽ đắn đo khi muốn xâm lăng Ukraine trước nguy cơ bị trả đũa. Điện Kremlin không thể biết được Donald Trump sẽ phản ứng như thế nào. Nghệ thuật gian đe của ông là không cho đối thủ biết mình nghĩ gì. Ngược lại, chính quyền Biden báo trước là sẽ không can thiệp và Putin coi là đã được bật đèn xanh. Hồi tháng 7 năm ngoái, Trump cũng đã chấp nhận gặp gỡ tại Geneva theo lời đề nghị của Putin mà không đòi hỏi điều gì đáp lại, khiến ông chủ điện Kremlin coi là dấu hiệu yếu đuối. Một số người trách ông Trump là hòa hảo với Putin. Tuy nhiên, phải thấy rằng ông Trump muốn tỏ ra thân thiện với các nhà lãnh đạo thế giới, nhưng điều này không cấm cản được ông thẳng thừng trong hội trường. Chính ông đã ra lệnh ngừng dự án đường ống Nord Stream 2 và không ngần ngại trừng phạt các tài phiệt lãnh đạo Nga ông Trump áp dụng với Putin câu châm ngôn của Tổng thống Theodore Roosevelt, Speak sharply and carry a big stick, nói năng nhẹ nhàng nhưng mang theo một cây gậy to. Nga và phương Tây đang tiến gần đến chiến tranh hạt nhân hơn so với thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Thưa quý vị, tờ Daily Mail hôm 30 tháng 4 cho hay, giáo sư Nina Khrushcheva, cháu gái của cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev nhận định, Nga và phương Tây đang tiến gần đến chiến tranh hạt nhân hơn so với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 vì cuộc chiến Ukraine hiện nay nguy hiểm hơn khi không có bên nào cho thấy họ sẽ lùi bước. Phát biểu trên chương trình Today, bà Khrushcheva nói, rõ ràng cuộc xung đột hiện tại là cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa phương Tây và Nga, trong đó Ukraine ở một mức độ nào đó là một con tốt. Bà Khrushcheva, giáo sư về các vấn đề quốc tế tại The New School ở New York, nói về cuộc khủng hoảng năm 1962. Điều thực sự cứu thế giới vào thời điểm đó là cả Khrushchev và Kennedy. Dù họ không đồng ý về hệ tư tưởng của nhau, không nhượng bộ, và không chấp mắt trước. Nhưng khi mối đe dọa xuất hiện về một cuộc xung đột tiềm ẩn dưới bất kỳ hình thức nào, họ lập tức lùi bước. Theo bà Khrushchev, chúng ta đang tiến gần đến nhiều vấn đề hạt nhân hơn bất kỳ cách nào khác, bởi vì tôi không thấy hôm nay có bên nào, đặc biệt là phía Nga lùi bước, và đó là điều thực sự khiến tôi sợ hãi nhất. Bà Khrushchev cho biết, bất chấp lời nói xung đột trong thời kỳ chiến tranh lạnh bùng nổ, cả tổng thống Mỹ John F. Kennedy và lãnh đạo Liên Xô Khrushchev đều đồng ý giảm leo thang ngay khi có mối đe dọa thực sự về hành động hạt nhân. Thụy Điển cho biết một máy bay quân sự của Nga đã xâm phạm không phận Thủy Điển. Thưa quý vị, vụ việc xảy ra vào cuối ngày thứ Sáu ở biển Baltic gần đảo Bornholm. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 4, lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết một máy bay trinh sát AN-30 của Nga đã bay về phía không phận Thụy Điển và tiến vào không phận một thời gian ngắn trước khi rời khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hirschfeld nói với đài phát thanh công cộng Thụy Điển rằng hành động vi phạm của Nga là không thể chấp nhận được và không chuyên nghiệp. Trong một vụ việc tương tự vào đầu tháng 3, 47 bay chiến đấu của Nga đã vi phạm không phân Thụy Điển trên biển Baltic. Thụy Điển và nước láng riêng Phần Lan đều đang cân nhắc có nên gia nhập Liên minh quân sự NATO hay không sau khi Nga xâm lược Ukraine. Moscow đã cảnh báo nếu điều đó xảy ra họ sẽ khai triển vũ khí hạt nhân. Nga nỗ lực khóa đường ra biển của Ukraine, Kiev kháng cự quyết liệt. Thưa quý vị, Nga có tham vọng kiểm soát toàn bộ vùng duyên hải Tây Nam Ukraine để chặn đường ra biển đen của Kiev. Nhưng mục tiêu này gặp nhiều khó khăn, Lực lượng Nga đầu tuần này phóng loạt tên lửa hành trình để phá hủy cây cầu nối liền khu vực Tây Nam Ukraine với Romani, cách xa tiền tuyến cuộc chiến hàng trăm km. Tên lửa đã bắn trúng cây cầu bắc qua sông Dniester ở Biển Đen, gần thị trấn Bihorprost, Denisovsky cách Kiev khoảng 450 km về phía Tây Nam. Dù hầu như không được nhắc tới trong các báo cáo tình hình chiến trường gần đây của Nga, khu vực Tây Nam Ukraine được xem là vị trí chiến lược trong giai đoạn tác chiến mới của Điện Kremlin. Sau khi rút quân khỏi Kiev và phía Bắc Ukraine, Nga tuyên bố tập trung lực lượng chiếm hai khu vực Likha Donetsk và Luhansk ở miền đông nước này. Tuy nhiên, theo giới quan sát, những diễn biến gần đây cho thấy Nga dường như đang nỗ lực kiểm soát hoàn toàn miền nam, tạo thành một hành lang trên bộ thông suốt từ Donbass tới Krum và vùng Lika Transnistria của Moldova, hướng tới một mục tiêu lớn hơn là khóa chặt đường ra biển Azov và biển đen của Ukraine nhằm biến nước này thành một quốc gia không có biển. Tham vọng này được thể hiện qua tuyên bố cuối tuần trước của Thiếu tướng Rustam Mineskaev, quyền tư lệnh quân khu trung tâm Nga Tướng Minekayev cho hay, Nga có kế hoạch toàn quyền kiểm soát Donbass và miền nam Ukraine tạo hành lang cho phép quân đội Nga tiếp cận Transnistria. Transnistria là một giải đất hẹp có khoảng 400.000 dân, được quốc tế công nhận là một phần lãnh thổ của Moldova. Tuy nhiên, khu vực này trên thực tế là một khu tự trị đòi ly khai từ năm 1992. Nga đã đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đóng quân tại Moldova từ đó đến nay. Sau khi Nga kiểm soát gần như toàn bộ thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine, hành lang trên bộ từ Donbass tới Crimea đã được thiết lập khống chế hoàn toàn đường ra biển Azov của Kiev. Tuy nhiên, Ukraine vẫn kiểm soát khu vực duyên hải rộng lớn từ Mykolaiv tới Odessa ở Tây Nam, khiến lực lượng Nga chưa thể kết nối với Transnistria. Tướng Minekayev cho rằng, có bằng chứng cho thấy dân số nói tiếng Nga ở Transnistria bị đàn áp, tuyên bố có thể tạo cơ sở cho lực lượng Nga can thiệp vào vùng ly khai này trong tương lai. Theo tướng Minekayev, nếu Nga kiểm soát được khu vực Tây Nam của Ukraine và kết nối với Transnistria, họ không chỉ tạo ra một hành lang trên bộ mà còn phong tỏa các cảng chiến lược ở Biển Đen, nơi Ukraine dùng để xuất khẩu nông sản, kim loại, khiến nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng nặng nề. Trao đổi với tin Al nhà phân tích Alexan Kurs ở Kiev nhận định, tuyên bố của tướng Minekayev cho thấy Nga muốn khóa chặt hoàn toàn đường ra biển đen của Ukraine, đồng thời tìm cách huy động sức mạnh từ cộng đồng nói tiếng Nga ở vùng duyên hải Tây Nam nước này. Tuy nhiên, ông cho rằng mục tiêu này sẽ vấp phải nhiều trở ngại vì người dân trong khu vực không hoàn toàn ủng hộ tiếng Nga. Gagol và Romani hải ngoại thích nói tiếng Nga. Nhưng các nhà quan sát cho rằng, Họ nói tiếng Nga không đồng nghĩa sẽ ủng hộ cuộc xâm lược của Putin. Ngôn ngữ này đã tách rời khỏi Moscow và không thuộc về Điện Kremlin. Ivadel, cố vấn chính sách cấp cao tại Cơ quan Giám sát Nhân quyền Ủy ban Helsinki, Uy cho hay. Olesya Restovik, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định, khi phá hủy cây cầu gần thị trấn Bihorod, Denisrovsky, lực lượng Nga muốn tổ chức một chiến dịch đưa lính dù đổ bộ xuống Transnistria, từ đó làm bàn đạp để tấn công khu vực Tây Nam của Ukraine. Nhưng Anatoly Lopata, Cựu Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang của Ukraine cho rằng, ngay cả khi đưa lính dù vào Transnistria, Nga cũng khó có thể thành công trong tham vọng khóa đường ra biển của Kiev. Ông cho rằng sau hai tháng giao tranh, lực lượng Nga đang gặp nhiều tổn thất về lực lượng, khí tài và chưa khắc phục được các vấn đề hậu cần, trong khi Ukraine tiếp tục nhận được hỗ trợ quân sự, tài chính và ngoại giao từ phương Tây. Hồi đầu tháng 3, Nga tuyên bố hoàn toàn kiểm soát Kherson, thủ phủ của tỉnh, cùng tên giáp bán đảo Crimea, biến thành phố này thành bàn đạp để đưa quân tiến công thành phố Mykolaiv và Odessa gần đó, nhằm thông đường tới Transnistria. Nhưng đà tiến của Nga Mykolaiv và Odessa không thuận lợi như ở Kherson. Để tiến được vào Mykolaiv, lực lượng Nga phải chiếm được thị trấn Chonobaivka, được ví như nút thắt cổ chai ở phía tây Kherson. Quân Nga đã tổ chức 17 đợt tiến công vào Chonobaivka, nhưng lần nào cũng vấp phải kháng cự quyết liệt từ Ukraine và phải rút lui. Đầu tuần này, lực lượng Nga đã phải rút quân khỏi 5 thị trấn ở khu vực Mykolaiv và Kherson sau khi hứng chịu nhiều tổn thất. Khoảng 20 tàu chiến thuộc hạm đội biển đen Nga đã phong tỏa bờ biển Odessa, nhưng nỗ lực đưa lực lượng đổ bộ vào khu vực này là quá mạo hiểm khi không có bộ binh yểm trợ. Nếu Nga không kiểm soát được Odessa, Ukraine sẽ khống chế toàn bộ khu vực biển đen và biển Azov bằng các loại tên lửa mới do phương Tây cung cấp. Igor Shakov từng là người đứng đầu lực lượng quân sự ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói với News hôm 22 tháng 4 rằng không thể bảo vệ Crimea nếu không giải phóng được Odessa. Các chuyên gia quân sự Nga cũng thừa nhận nỗ lực kiểm soát khu vực này càng ngày càng tăng khó khăn. Odessa giống như khúc ruột thừa đầy đau đớn, nhưng tôi nghĩ Nga sẽ phải kiểm soát bằng được, tướng Nga Vihil Vladimir Samanov nói. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt rất nhiều thách thức trong nỗ lực này để chiếm được Odessa. Lực lượng Nga chỉ có thể áp dụng chiến thuật bao vây, pháo kích giống như những gì đang diễn ra tại thành phố Mariupol. Lực lượng Nga mất gần 2 tháng để vây hãm Mariupol, thành phố khoảng 400.000 dân. Elna Benazarov, bình luận viên cử, cử của Ivestia cho hay, Họ có thể mất từ 6 đến 8 tháng để tấn công hai thành phố Odessa và Mykolaiv được phòng thủ tốt hơn. Giao tranh càng kéo dài, nên kinh tế Nga sẽ càng chịu tổn thất từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trung Quốc hạ thuế nhập khẩu than về không, chuẩn bị nhập khẩu than của Nga Thưa quý vị, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ giảm các mức thuế nhập khẩu than khác nhau về không kể từ ngày 1 tháng 5. Đây là một động thái mới của Trung Quốc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong thời điểm nguồn cung than toàn cầu bị thắt chặt và giá than tăng cao theo đó, thuế nhập khẩu than Andrasit và than cốc, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thép sẽ được giảm từ mức 3% hiện hành xuống 0% và thuế nhập khẩu các loại than khác sẽ được giảm từ 3 đến 6%. Vào năm 2021, Trung Quốc đã nhập khẩu 323,33 triệu tấn than, chiếm khoảng 8% tổng sản lượng than tiêu thụ. Bốn ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều than ở Trung Quốc là công nghiệp điện, thép, vật liệu xây dựng và hóa chất, chiếm khoảng 80% tổng lượng than tiêu thụ. Do đó, nhu cầu sử dụng than năm 2022 vẫn phụ thuộc vào sự phát triển và nhu cầu của bốn ngành tiêu thụ than lớn này. Trong bốn ngành công nghiệp tiêu thụ than lớn, ngành điện chiếm tỷ trọng tiêu thụ than lớn nhất. Theo dự báo của Hội Liên hiệp các doanh nghiệp điện lực Trung Quốc, mức tiêu thụ điện của toàn bộ xã hội vào năm 2022 sẽ tăng từ 5 đến 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên cơ sở dự báo này, tổng tiêu thụ than nhiệt điện vẫn sẽ duy trì mức tăng trưởng dương vào năm 2022. Phân tích của các nhà kinh doanh than cho rằng, Trung Quốc có thể thu được lợi nhuận từ việc giảm thuế chính là việc nhập khẩu than của Nga. Thuế nhập khẩu than nhiệt của Nga từng là 6% Chính quyền Bắc Kinh trên danh nghĩa giữ quan điểm trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng thực tế họ nhiều lần bênh vực Nga. Còn truyền thông nhà nước Trung Quốc thì tuyên truyền đổ trách nhiệm cho Mỹ và NATO về việc khiến Nga phát động chiến tranh. Dù vậy, về mặt kinh tế, Bắc Kinh đã yêu cầu các công ty Trung Quốc cẩn thận giữ khoảng cách với Nga để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hacker lừa cả Apple, Google, Facebook Thưa quý vị, theo Bloomberg, hàng loạt công ty công nghệ lớn đã bị lừa để cung cấp thông tin riêng tư của người dùng cho hacker. Những thông tin này sau đó sẽ được kẻ xấu sử dụng nhằm mục đích quấy rối hoặc tống tình, tống tiền trẻ dưới tuổi vị thành niên. Apple, Meta, Google, Twitter, Snap và Discord là nạn nhân của trò lừa đảo này. Cụ thể, nhóm hacker xâm nhập email của các cơ quan thực thi pháp luật ngoài Mỹ, sau đó yêu cầu hãng công nghệ cung cấp dữ liệu. Theo Bloomberg, những thông tin cá nhân được các mạng xã hội lưu trữ vốn dùng để giải quyết các trường hợp khẩn cấp như tự tử, giết người hay bắt cóc. Nhưng khi qua tay các tin tặc, chúng lại trở thành công cụ để tống tiền, tống tình những đối tượng yếu thế như trẻ em và phụ nữ. Hacker chủ yếu nhắm đến nữ giới và trẻ em dưới tuổi vị thành niên, ép họ phải gửi các video, hình ảnh nhạy cảm hoặc thậm chí là dọa trả thù nếu họ từ chối. Đây là cách thức lừa đảo mới nhằm thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng, sau đó dùng chúng để tống tiền, quấy rối các nạn nhân hoặc gian lận tài chính. Trong đó điều đáng quan ngại là các đối tượng xấu đã có thể giảm mạo yêu cầu pháp lý. Điều này khiến người dùng không biết cách phản kháng. Cách duy nhất họ có thể làm là ngừng sử dụng các dịch vụ mạng xã hội bị tấn công. Phản hồi về vấn đề này, Người đại diện của Google cho rằng, hãng đã nhận ra vấn đề trong năm 2021 và đang cải thiện khâu xác thực. Về phía Facebook, nhân viên của hãng sẽ đánh giá từng yêu cầu dữ liệu một nhằm bảo đảm tính chính thống, đồng thời sử dụng các hệ thống tân tiến để xác thực yêu cầu và nhận diện các hành vi sai phạm. Bên cạnh đó, Rachel Rekusen, giám đốc của Snap cho biết công ty này cũng áp dụng cách thức đánh giá tương tự để bảo đảm tính hợp lệ và cảnh giác trước những yêu cầu giả mạo. Thông thường những yêu cầu thông tin chỉ được phép thông qua nếu có lệnh và chữ ký từ thẩm phán, tuy nhiên các yêu cầu khẩn cấp lại không tuân theo quy định trên. Đầu tháng 4, Bloomberg từng tiết lộ Apple và Meta đã cung cấp nhầm những dữ liệu người dùng như địa chỉ, số điện thoại và IP cho hacker từ năm 2021. Tin tặc đã xâm nhập vào email của các cơ quan pháp luật để yêu cầu hai công ty cung cấp dữ liệu người dùng nhằm mục đích quấy rối và các âm mưu gian lận tài chính. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.